Chào anh em. Cái ổi này hôm bữa tôi uốn cho nó lần thứ nhất ấy, tôi có làm video cho anh em xem ấy. Mà nhiều cái cành của nó cứng quá. Mình không uốn được. Hôm nay nó ra một cái số cành cành nhỏ nhỏ, cành mới ra đấy. Mai tôi tiếp tục chỉnh sửa lại cái cây này. Những cái cành nào không hợp lý thì mình làm lại để cho nó hoàn thiện cây. Cái này thì hôm bữa nó cũng nhiều quả lắm, mà nó chín mấy quả, con bé nó ra nó vặt ăn ăn 6 7 quả. Tôi làm cái này anh em theo dõi cho vui nhé. Đúng ra thì khi mình uốn cây ấy, mình vào kẽm mình uốn cây ấy, sau một thời gian thì mình làm lại thì mình phải tháo cái dây kẽm ra, không là nó ăn vào cái cành ấy anh em ạ. Nhưng mà đấy là anh em kỹ nhé. Còn như tôi hôm nay thì tôi nhìn cành nó cũng chưa ăn vào cái dây kẽm mấy đâu. Cái dây kẽm nó với cành nó cũng vẫn còn hơi còn nóng. Thế mình cứ để đấy. Mình uốn tiếp. Uốn xong cái này anh em ơi, như có những cái cành này giờ thì không uốn được nữa rồi, mình chỉ uốn được những cái cành nhỏ thôi. Những cành to thì kệ nó. Những cái cành này nó to giờ nó không uốn được. Lúc này trong vòng khoảng 1 năm nữa là tôi bắt đầu vào cho nó một cái chậu thích hợp với cái dáng của nó. Sang năm bắt đầu mới vào cho nó một cái chậu mới. Cái này thì sai quả lắm. Nếu mà khi nào mình uốn xong mà mình thả lỏng cành cho nó, thả rông cành cho nó là quả nó ra nhiều lắm. Nó cứ chỉ bấm đọt ra đi thôi. Cái cành này là không thích hợp nữa anh em này. Nằm ở điểm âm này.
Nhưng mà mình uốn theo tàn tự nhiên ấy thì trong thiên nhiên nó vẫn có những cái cành nó mọc thế này. Nhìn sao thấy nó bố cục cây nó không bị rối mắt là được. Video chia sẻ ở đây, tạm biệt tất cả anh em.